thuốc sốt bình thường không? Đúng rồi. Và bây giờ anh Hải phải thử thách của chương trình và số tiền bắt đầu rơi là 30 triệu. Và anh Hải là người chuyên môn lái xe chở mọi người đi cho sữa cho thịt. Thì hôm nay thử thách của anh sẽ là nấu ăn. Coi anh nấu có lẹ không? Số tiền 30 triệu sẽ bắt đầu rơi xuống. Và anh sẽ nấu thật nhanh, mọi người sẽ hỗ trợ. Dạ. Để còn lại là bao nhiêu tiền? Em anh Hải thiệt, nào giờ ở nhà anh có vô bếp nấu nướng cái gì không anh Hải? Chưa, chưa bao giờ. Rồi cái phần chả cá đâu, xong chưa chị Hương? Chả cá xong rồi dứt vô đây chiên luôn cho lẹ, lát đổ vào đây luôn. Em dứt cục cục vô đây nhỏ nhỏ, okay, nhỏ okay, nhỏ okay. Bỏ vô đúng rồi. Mời chị Thanh. Mời chị. Chị tên gì ạ? Anh đi con. Chị Mai, mời chị Mai. Mời chị Mai. Ăn thiệt lòng, tụi em nấu rất ngon. Miếng chả cá thử coi chị. Miếng chả cá luôn. Cô ăn miếng chả cá đi cô. Ăn ngon rồi. Ngon, ngon. Sao cô? Ngon. Ngon. Vừa miệng không? Vừa miệng không cô? Ngon. Vừa miệng.